Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và đây vẫn là một video như mọi khi. Và hôm nay mình sẽ review anh em một tựa game rất là hay, đa nền tảng và cũng như là một tựa game chơi giải trí cũng ok và chơi để luyện gâu rồ ha, cũng ok. Rất nhiều yếu tố và cũng như rất nhiều lối chơi. Và tựa game là hiện tại đang có mặt trên cái Steam miễn phí hoàn toàn, đa nền tảng Android, iOS. Những tựa game khác Xbox, Xbox thì nuôi nói chung là rất là nhiều cái và thậm chí là có thể chơi được trên những nền tảng khác nhau với nhau luôn. Có nghĩa là anh em có thể chơi Android và chơi chung với lại cả PC, và PC chơi chung với lại Android ngược lại, cũng như là những nền tảng khác anh em có thể chơi chéo, cũng như là tổ chức những cuộc chơi nhỏ, ví dụ như solo 1-1, solo 2-2, solo 4-4 hoặc là chế độ chơi 8 người chơi, rất là nhiều thứ khác anh em nhé. Và nếu như những anh em nào đam mê tựa game này, anh em có thể tải dưới phần mô tả, và hiện tại ở dưới phần mô tả cũng sẽ có một cái channel này của một người em của mình tên là Rofoson ha. Thì mình cũng hay gọi là Rofo. Thì thằng Phò này á thì nó là một thằng chơi cái tựa game mà rất hay anh em ha, và nó tên là Luân. Ok, nó nhỏ anh em thì nó cũng chính là cái thằng mà coder cho cái server Minecraft của mình ha. Đây là một món quà nhỏ mình làm để dành cho nó thôi, và thật sự mà nói khi mà mình chơi thử cái game này thì đây là một tựa game rất là hay. Đó, thì nói chung là anh em nào mà muốn nghiên cứu tựa game này, muốn chơi gâu rồ thì anh em có thể sẽ vào cái kênh của bạn này đăng ký giùm. Thì mình xong quán có quảng cáo cho những cái người khác, mình chỉ quảng cáo những cái người nào anh em của mình thôi. Đó, thì đây là một tựa game rất hay và mình cũng đang chơi thử anh em. Hồi trưa thì mình thấy một số anh em của group mình bắt đầu tổ chức chơi chung với nhau và chơi chung với lại các anh Luân và ăn hành rất là nhiều. Đó, thì tương lai thì đây sẽ là một tựa game rất là thành công anh em ha. Và mình nghĩ rằng đây là một tựa game mà rất hợp với mọi người ở trong cái thời thế này, khi mà chúng ta không nhất thiết phải chơi một cái trận đấu quá dài, vì game này nó rất là ngắn thôi, một trận đấu hình như chỉ có vài phút thôi, và cần kết hợp giữa sự chiến thuật và cũng như là những kỹ năng nhất định để chơi. Còn nếu như anh em đã xác định chơi giải trí thôi thì ok, rất là dễ dàng ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Chúc anh em vui vẻ, và đây là một tựa game anh em nên chơi nhé anh em. Rồi, bye anh em.